Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, lúc này thời tiết nhiều nơi ở Bắc Bộ vẫn giữ ở mức thấp, vùng núi nhiệt độ đang thấp dưới 18 độ, vùng đồng bằng và Hà Nội nhiệt độ ở sát ngưỡng là 20 độ. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục dồn mạnh hơn xuống nước ta. Nằm sâu trong khối không khí lạnh, miền Bắc mưa giảm hẳn, trời khô ráo. Nhiệt độ ngày ở miền Bắc tăng chậm. Cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi có mức nhiệt là từ 21 đến 22 độ. Khu vực Trung Du và vùng đồng bằng có mức nhiệt là 23 cho đến 24 độ. Đêm qua, không khí lạnh cũng đã gây mưa dông diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống phía Nam. Vùng mưa cũng mở rộng hơn xuống đến khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thậm chí là đến xuống khu vực của Đà Nẵng. Còn với khu vực các tỉnh ven biển từ Quảng Nam trở vào đến Bình Thuận, dù chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhưng lại có tác động của rìa Bắc, rãnh áp thấp trục 7-9 độ Vĩ Bắc. Vì thế, trong chiều và tối nay cũng sẽ có mưa rải rác. Vừa có mưa lại vừa có tác động của không khí lạnh, nên nhiệt độ ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh hôm nay sẽ chỉ trong khoảng từ 23 đến 24 độ, trời lạnh. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cũng thấp, dao động từ 25 đến 26 độ. Còn ở các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 27 cho đến 31 độ. Là vùng chịu tác động chính của rãnh áp thấp có trục 7-9 độ Vĩ Bắc, vì thế trong chiều và tối nay, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông nhiều nơi. Trong đó, khu vực phía Nam của Tây Nguyên và một số nơi thuộc Nam Bộ có thể xuất hiện mưa vừa mưa to, kèm theo dông mạnh. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh Tây Nguyên giảm nhẹ, phổ biến từ 27 đến 30 độ, còn khu vực Nam Bộ có mức nhiệt là từ 30 cho đến 32 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh với sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Với các vùng biển miền Trung từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, trong ngày hôm nay gió đông bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6 và khiến cho biển động. Còn ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa cũng như khu vực biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm thấp còn 4-10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.